Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 là một cầu thủ bóng đá Việt Nam trưởng thành tại lò đào tạo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT. Hiện anh cũng đang chơi cho Hà Nội TNT ở vị trí tiền vệ. Anh cũng là thành viên của đội tuyển U19 quốc gia kể từ năm 2014. Nguyễn Quang Hải có quê tại Đông Anh. Anh bắt đầu sống xa nhà và gia nhập lò đào tạo trẻ TNT khi mới 9 tuổi vào năm 2006. Quang Hải trở nên nổi tiếng khi anh có bảng thành tích đồ sộ tại các giải đấu trẻ trong nước. Anh được báo giới trong nước gọi là vua giải trẻ. Chàng cầu thủ nhỏ con, người hùng của trận đấu sinh ra tại làng quê Đường Nhạn, nơi có truyền thống bóng đá nổi tiếng. Và rồi khi được một tuổi, Hải đã được làm quen với trái bóng tròn. Thời đấy, thanh niên xóm sau những lần đá bóng ở sân cỏ gần đấy, đá vào nhà Hải để gửi lại quả bóng. Cái duyên với bóng đá bắt đầu từ đó. Càng lớn lên, niềm đam mê bóng đá của Hải ngày càng một mạnh mẽ. Đến nỗi ăn cũng phải để quả bóng bên cạnh, ngủ cũng phải ôm quả bóng ngủ mới ngon. Sự nghiệp bóng đá của Hải bắt đầu từ năm 9 tuổi. Năm ấy, Hải được tham gia giải đấu ở xã, giành chiến thắng, Hải được tham gia giải thi đấu huyện, rồi lọt vào giải đấu của thành phố. Chứng kiến tài năng của Hải, Sở Thể dục Thể thao Hà Nội đã gọi tập trung, ăn tập trung tại nhà thi đấu Gia Lâm. Nhận được tin, Hải vui quên ăn quên ngủ, ngược lại, bố mẹ Hải lại vô cùng lo lắng. Nhìn thể hình con thua kém các bạn, lúc đó ông Thuần đã nghĩ đến việc không cho con theo nghiệp bóng đá mà hướng cho con theo nghiệp khác. Nhưng rồi tình yêu trái bóng mãnh liệt của Hải đã cảm hóa được trái tim của người bố. Gia đình đã đồng ý cho Hải lên thành phố theo nghiệp bóng đá. Ngày con trai út xa nhà, ông Thuần và vợ rất nhớ thương con, cả hai đã ôm nhau khóc nức nở. Nhiều lần nhớ con, cũng chỉ dám mở máy điện thoại gọi nghe giọng rồi tắt. Cũng kể từ khi xa nhà để theo nghiệp quần đùi áo số, Hải từ đứa trẻ nhút nhát đã trở nên mạnh mẽ và tự lập. Không giấu được lòng tự hào, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Hải, cho hay trận đấu chiều ngày 23 tháng 1 đã lấy đi nước mắt của bà và người thân trong gia đình. Bà bảo Hải là đứa sống rất tình cảm, yêu thương mọi người, đặc biệt là mẹ. Trong thâm tâm người mẹ này, chưa bao giờ dám nghĩ con trai mình là một ngôi sao. Bà luôn dạy Hải phải sống thật tốt, không phụ lòng những người nuôi dạy mình nên người. Mỗi lần Hải gọi điện về nhà, bà Cúc vẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ của con trai, nhắn nhủ đến với con rằng ra sân phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, không được tự coi mình là ngôi sao, chỉ có một ngôi sao duy nhất là ngôi sao trên ngực áo. Phong, người anh trai sát cánh với Hải trong những trận bóng trên sân đất, thời thuở nhỏ, vẫn nhớ như in những kỷ niệm đẹp về người em trai của mình. Là người cũng có năng khiếu về bóng đá nhưng lớn lên, Phong chọn cho mình một con đường riêng không giống như cậu em trai. Phong tâm sự, từ nhỏ tới lớn niềm đam mê lớn nhất của Hải là trái bóng. Quả bóng với Hải như dính vào nhau. Nói về người em trai, anh Phong kể, Hải là người sống tình cảm sâu sắc, biết quan tâm mọi người, hiền lành và hòa đồng. Since it falls into my lot that I should rise and you should not, oh, gently rise and softly come. Good night. 9 tuổi, bước vào nghiệp bóng đá, trải qua quãng thời gian phấn đấu và nỗ lực, chàng cầu thủ nhỏ con giờ đây đã trở thành viên ngọc quý của làng bóng đá Việt Nam. Có được những điều này, không thể không kể đến công lao người thầy của em, ông Vũ Minh Hoàng. Nhận Hải làm con nuôi, chăm sóc và dìu dắt Hải từ những ngày đầu trực chiến bước vào nghiệp bóng đá, giúp cho Hải xua bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, đằng đẵng thời gian. Đến khi Hải trưởng thành, chưa kịp nhìn đứa con cưng hái quả ngọt, người thầy ấy đã vĩnh viễn ra đi từ 6 năm trước.
Trong sâu thẳm trái tim của Hải, những gì mà người thầy, người cha thứ hai làm cho mình là vô giá đi suốt cuộc đời mình. Trong lần ghi bàn duy nhất giúp cho đội chủ nhà vào tứ kết, Hải đã không giấu được giọt nước mắt viết lên Facebook hai tấm ảnh quỳ trên mặt cỏ, giơ thẳng hai tay lên trời kèm theo dòng chữ: ở trên đó con tin người sẽ tự hào lắm, con sẽ tiếp tục chăm chỉ. Trong ngôi nhà ở quê của Hải, bên cạnh những tấm huy chương, cúp, bằng khen và bóng, còn có một chiếc áo đấu với nhiều chữ ký, được đóng khung trang trọng, chiếc áo của đội tuyển quốc gia, ấy màu trắng mang số 23. Mẹ Hải chia sẻ rằng chiếc áo này vốn là của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Hiếu, cựu tuyển thủ bóng đá Công an Hà Nội tặng cho người thầy quá cố của Hải. Rồi Hải được nhận chiếc áo này từ tay thầy, ngày cậu còn bé tí, không thể khoác nổi chiếc áo rộng thùng thình. Chị Nguyễn Thu Trang, vợ của người thầy quá cố và cũng là mẹ nuôi của Hải, tâm sự. Hải từng chọn khoác lên mình chiếc áo số 23 như chiếc áo mà người bố nuôi đã tặng và luôn mang theo mình chiếc áo trắng ấy ở mỗi giải đấu lớn. Được tiếp xúc với Hải từ nhỏ, chị Trang tin tưởng rằng người con nuôi của mình sẽ trở thành một cầu thủ lớn, thực hiện được ước mơ và cũng đi chung con đường như người thầy quá cố của Hải đã từng dạy bảo. Và trận chung kết đã đưa bóng đá Việt Nam viết lên một trang sử mới, để rồi không chỉ có bố mẹ em khóc, hơn 90 triệu người dân đã òa tiếng khóc theo. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau buồn, mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.